Chào mọi người, đây là hôm nay anh em đi hái lá củ hoa rừng này. Một rẫy củ hoa rừng. Đây giờ anh em mình hái lá này. Lá củ hoa đây ăn rất là tốt này, mọi người. Lá này nó mọc ở trên rẫy cho nên hái ăn, nấu canh ăn rất là tốt. Không có thuốc men gì hết. Wow, đã giờ bứt hết người đây giờ nấu canh. Kìa, anh em nó đang hái. Wow. Một rẫy đây lá củ hoa không? Mọc kéo dài tới dưới kia. Lá này ăn rất là tốt này mọi người. Nấu canh ăn. Giải nhiệt, mát cơ thể nữa. Giải độc gan. Tốt cho sức khỏe chúng ta. Coi cho gai nha. Đây. Mình thấy trái nó này, trái nó nhỏ quá, lụng lụng hột quá. Cái đây người mình gọi là rêu đắng phù hoa rừng. Đâu thấy trái nó không? Đây nè, có trái này phải không? Đâu trái nó nhỏ, trái củ hoa rừng này. Trái nhỏ rất là nhỏ. Từ từ đến lên là bứt, sao bứt hết vậy, bứt rứt ra dây già đỡ lại mình. Đồ, anh đi tóc lòng đó. Vậy bứt nó nè. Đấy đấy đấy, mình lấy lan non đâu. Đó giờ ăn một bữa đừ luôn rồi. Trái to ấy. Đây trái củ hoa rừng rất là nhỏ, ăn đặc biệt ăn cái trái này rất là đắng, đắng hơn củ hoa người ta trồng luôn. Nghe đào đủ chưa hay là nữa? Đấy bước chỗ đấy nữa không, quay nó ra bông không? Có trái rồi. Đi. Đây lá củ hoa
nó chín rồi nè mọi người, coi nè, xem bây giờ mình hái mấy cái trái chín. Trái nó rất là nhỏ. Trái nữa nè. Trái nó nửa không? Rồi này, đó. Bên trong không có hạt. Hạt nó rất là nhỏ. Đó. Phía sau lưng mình là một rẫy lá cua. Cua và nó rất là nhỏ. Xem hột nó nè. Bên trong thơm mùi đắng. Hột nó nè.